xóa của hai bên ra đi gặp ta. Dạ. Lưu Bôn, người đã nhận lương thảo của bọn ta, sao lại còn đi giúp đỡ Lưu Bị? Nhà ngươi là Kỷ Linh đó sao? Ta nói với ngươi là ta giúp Lưu Bị tội nào chứ? Cái tên Lưu Bôn kia, nếu ngươi sẽ coi thất thế, đại ca ta có lòng tốt thù nhận ngươi. Nay ngươi lại lấy quán báo ơn, mau tới đây ta với ngươi đánh 300 hiệp phân cao thấp. Dạ. Ta đã nói không giúp cho Lưu Bị hồi nào. Ngươi, nếu hai bên đều đã có mặt, xin hãy khoan động thủ. Hãy vào trong doanh trại của ta uống vài chén, được không hả? Lẽ nào tất cả các vị từ chối lời mời, không để mặt nữ bố này sao? À, không phải vậy. Lưu tướng quân, ngài hãy mau nói cho rõ ràng. Vậy thì rốt cuộc là ngài giúp ai? Ta sẽ giúp cho ai đây? Lưu tướng quân từng có ân với ta, còn Viên tướng quân lại cho ta rất nhiều lương thực, nên ta không muốn đắc tội với bên nào. Ngài nói như vậy là có ý gì? Ta muốn khuyên hai vị biến chiến tranh thành hòa bình, vậy sẽ tốt hơn. Tại hạ không phản đối chuyện này. Không được, nếu không đánh thắng trận trở về, làm sao ăn nói với chủ công ta được chứ? Ngài cần gì cứ phải khổ công đối đầu với Lưu Bị? Các vị cứ đánh nhau như vậy, kẻ được lợi cuối cùng sẽ là Tào Tháo đó. Không cần biết ai được lợi, ta chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của chủ công mà thôi. Lưu tướng quân nếu đã chấp nhận lương thảo của quân ta, bây giờ lại ngoảnh mặt, chắc chắn sẽ bị người đời nhạo báng. Ta đã bị nhạo báng không ít rồi. Người nói cũng phải. Nếu vậy việc này ta quản không nổi, bây giờ ta sẽ để cho ông trời quyết định. Hả? Sao hả? Sợ rồi à? Quân bị đâu? Nghe lệnh. Dạ. Hãy đem cây kích này đi cắm ở ngoài sân kia. Dạ. Hãy đợi ta bắn một mũi tên, nếu như trúng cây kích, xem như hai bên bãi binh hòa ngôn. Còn nếu như không trúng, các ngươi cứ việc xuất trận. Nhưng mà ta xin cam đoan là sẽ trúng. Được, cứ làm y theo lời tướng quân. Cây kích đó xa hơn 200 bước, cứ cho là tiễn pháp của hắn lợi hại, nhưng dù có thần giúp đỡ cũng không tài nào bắn trúng nổi. Được, ta đồng ý. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lý Quảng tướng quân có tái sinh chưa chắc đã bắn trúng. Tiễn pháp của tướng quân quả là tuyệt thế vô song. Người đâu, hãy mau thu cung tên về đây cho ta. Dạ. Lúc nãy cũng đã có giao ước rồi, bây giờ ai mà muốn nuốt lời thì đừng trách sao đao kiếm của ta vô tình. Xin làm theo sự sắp đặt của tướng quân. Ở điều này, dù sao tôi cũng chỉ là một chiến tướng, nên không thể nào. Ê, tướng tại ngoại, quân lệnh có thể không theo mà. Nào, giao ước đã được lập, nếu như không tuân thủ, nghĩa là trái thiên mệnh. Ai làm trái thiên mệnh cũng sẽ như mũi tên này. Ta hy vọng là hai vị sẽ thực hiện theo đúng quy ước đã đưa ra. Hả? Tạ tướng quân. Hôm nay kết thúc ở đây. Nào, chúng ta hãy làm vậy chung đi.